An tâm sống khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với tác động lớn của công nghệ và môi trường sống hiện nay, thị lực của mỗi người đang bị suy giảm nhanh chóng, đặc biệt là khi bạn phải làm việc với máy tính trong môi trường khói bụi hay là dùng điện thoại nhiều. Chính vì thế mà các bệnh về mắt ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Nguy hiểm nhất là căn bệnh đục thủy tinh thể, căn bệnh dễ dẫn đến nguy cơ mù lòa vĩnh viễn lại có xu hướng trẻ hóa dần. Thông thường, để loại bỏ đục thủy tinh thể, bệnh nhân cần phải phẫu thuật. Thế nhưng, rủi ro phẫu thuật rất cao mà kết quả đạt cũng không thể như mong đợi. Chính vì thế, các phương pháp chữa và cải thiện bệnh có nguồn gốc từ tự nhiên được nhiều người ưu tiên lựa chọn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách tự nhiên để có thể làm giảm sự phát triển và điều trị đục thủy tinh thể hay là hạn chế nguy cơ mắc đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt, thì cần tây chính là một sự lựa chọn hoàn hảo. Tại sao lại là cần tây mà không phải là loại thuốc nào khác? Và có chắc là cần tây có thể cải thiện được chính bệnh này hay không? Và ngoài cần tây thì chúng ta có thể sử dụng loại rau nào khác? Câu trả lời là có các bạn ạ. Không chỉ có cần tây mà chúng ta còn có rất nhiều các bài thuốc từ các loại rau, củ, quả có thể cải thiện được chứng bệnh đục thủy tinh thể. Vậy thì chúng ta tận dụng những nguyên liệu đó để cải thiện chứng bệnh đục thủy tinh thể như thế nào? Hãy cùng An Tâm Sống Khỏe tìm hiểu trong video ngày hôm nay quý vị nhé! Mắt mờ, mắt kém thị lực nhờ một nắm lá đầy vườn sáng khỏe lại bất ngờ. Đục thủy tinh thể hay còn gọi là đục nhân mắt là bệnh phổ biến về mắt. Thủy tinh thể được tạo thành từ nước và protein liên kết với nhau, giữ cho thủy tinh luôn trong suốt để hình ảnh và ánh sáng truyền qua đến võng mạc được rõ ràng, giúp ta nhìn rõ hơn. Do sự lão hóa tự nhiên của mắt, khi các protein trong thủy tinh thể kết nối lại với nhau tạo thành một khối, làm giảm khả năng truyền hình ảnh tới võng mạc, từ đó làm giảm đi thị lực của mắt. Cần tây, giàu vitamin A. Đây là một loại vitamin cần thiết để giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh. Ngoài ra, cần tây cũng làm giảm khô mắt hiệu quả bằng cách duy trì độ ẩm cho mắt. Phương thuốc tự nhiên này rất giàu carotenoid như rutein, xanthin. Nó giúp loại bỏ các nguy cơ phát triển đục thủy tinh thể và thậm chí nếu bạn đã bị đục thủy tinh thể, nó còn giúp cho bệnh đục thủy tinh thể không nặng thêm. Cách sử dụng cần tây để giảm đục thủy tinh thể như sau. Chuẩn bị 5 đến 6 nhánh cần tây, 2 thìa cà phê mật ong, rửa sạch lá cần tây rồi đem xay với một ít nước. Đổ nước ép lá cần tây ra cốc và thêm 2 thìa cà phê mật ong vào. Bạn có thể uống một cốc nước ép lá cần tây mỗi ngày khi đói và uống trước bữa tối. Sử dụng nước ép cần tây thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ hạ huyết áp. Để phòng tránh, bạn nên cho thêm một nhánh gừng để xay nhuyễn. Nếu bạn thấy nước ép cần tây khó uống, có thể xay cùng với một quả dừa chuột hoặc là một quả cam. Thường xuyên uống mỗi ngày một ly nước ép này, bạn sẽ nhận ra điều kỳ diệu với cửa sổ tâm hồn của mình. Lutein và xanthin là hai dưỡng chất đặc biệt hữu ích cho mắt, làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và những bệnh phổ biến ở mắt. Vì vậy, ngoài việc uống nước ép lá cần tây khi bị đục thủy tinh thể, bạn cũng có nên sử dụng thêm một số sản phẩm thực phẩm chức năng có chứa hai dưỡng chất này để hỗ trợ điều trị đục thủy tinh thể và giúp cho đôi mắt khỏe mạnh. Ngoài cần tây, quý vị và các bạn có thể sử dụng các loại nước ép, thực phẩm sau đây. Kiên trì lâu ngày, chứng bệnh đục thủy tinh thể sẽ được cải thiện đáng kể. Bài thuốc hỗ trợ điều trị đục thủy tinh thể bằng nước dừa tươi. Đây là bài thuốc được đánh giá là có hiệu quả rõ rệt và đã được kiểm chứng bởi nhiều bệnh nhân đã sử dụng, có hiệu quả nhanh chóng. Phương pháp chữa đục thủy tinh thể bằng nước dừa tươi cũng được đề cập trong cuốn sách của nhà nghiên cứu thảo dược John Hedraman. Ông đã sử dụng nước dừa tươi để chữa cho nhiều bệnh nhân bị đục thủy tinh thể của ông và đem lại kết quả rất khả quan ngay từ lần áp dụng đầu tiên. Nước dừa tươi được mệnh danh là loại nước trong lành nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Trong nước dừa có chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là chất chống oxy hóa, magnesium, potassium và enzyme khác. Bằng cách sử dụng nước dừa tươi để nhỏ trực tiếp vào mắt, các chất có trong nước dừa sẽ giúp cho các protein sắp xếp lại một cách chính xác và trở nên trong trở lại. Chính vì vậy mà đây được xem là một phương pháp chữa đục thủy tinh thể rất nhanh chóng và hiệu quả,
vô cùng an toàn và tinh tế. Nước ép cà rốt. Cà rốt vốn nổi tiếng là thực phẩm rất tốt cho mắt bởi giàu vitamin A. Nước ép cà rốt cũng giúp ngăn chặn đục thủy tinh thể, khiến tiến triển. Tuy nhiên, bạn cần uống nước ép cà rốt ở liều lượng vừa phải, bởi khi uống quá nhiều nước ép cà rốt, cơ thể sẽ không chuyển hóa hết beta-carotene. Chất beta-carotene sẽ ứ đọng lại trong cơ thể, gây vàng mắt, vàng da. Mật ong. Sử dụng mật ong để chữa đục thủy tinh thể là phương pháp đã tồn tại từ lâu đời, từ thời của các pharaoh Ai Cập. Mật ong là một chất chống oxy hóa tự nhiên, tốt cho những người có bệnh về mắt. Mật ong hình thành nên lớp màng mỏng, bảo vệ giúp làm giảm căng thẳng cho cơ mắt. Bạn có thể uống mật ong hoặc dùng mật ong pha loãng để nhỏ mắt. Trước khi sử dụng mật ong để chăm sóc cho mắt, bạn nên kiểm tra xem trước loại mật ong mà bạn đang chuẩn bị sử dụng có bị gây kích thích với da hay không. Để thử, bạn nên bôi một chút mật ong ra vùng cổ hoặc ra tay xem có bị nổi mẩn ngứa hay không. Nếu không có biểu hiện xấu trong 15 phút sau khi bôi thì bạn nên sử dụng, còn ngược lại thì bạn nên dừng sử dụng loại mật ong trên và chọn một loại khác. Nước ép bí ngô. Tương tự như nước ép cà rốt, nước ép bí ngô cũng chứa lượng beta-carotene dồi dào. Nước ép bí ngô giúp cải thiện thị lực và giúp điều trị hiệu quả các đục thủy tinh thể. Nước ép bí ngô giúp đôi mắt không bị viêm nhiễm khi các tác nhân bên ngoài tác động vào. Các loại rau có màu xanh đậm. Tăng cường rau xanh trong chế độ ăn uống của bạn sẽ giúp cải thiện tầm nhìn và chữa bệnh đục thủy tinh thể. Các loại rau có màu xanh đậm rất giàu dưỡng chất lutein và serratin. Các carotein cũng được mệnh danh là các chiến binh chống nắng, bảo vệ mắt khỏi tác hại của mặt trời và giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Cơ thể bạn cũng cần thêm chất béo để hấp thụ lutein và serratin. Do vậy, hãy ăn kèm với cùng các chất béo có lợi như một chút dầu ô liu. Hạnh nhân. Vitamin E có nhiều trong hạnh nhân có tác dụng làm chậm tiến độ phát triển của các bệnh về mắt do tuổi tác như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Bạn có thể ăn hạnh nhân cùng với một ly sữa vào buổi sáng. Thưa quý vị, bệnh đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù trên thế giới và ở Việt Nam, thường gặp từ bệnh nhân 50 tuổi. Bệnh diễn biến từ từ, biểu hiện ban đầu là giảm độ kính lão do xuất hiện cận thị chiết xuất. Dần dần thì bệnh nhân sẽ không còn nhìn thấy gì nữa. Ngoài sử dụng những loại nước ép bổ mắt, thì việc xây dựng một chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng, giàu chất chống oxy hóa sẽ có tác dụng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh đục thủy tinh thể cực kỳ hiệu quả. Và tiếp theo video này thì An Tâm Sống Khỏe sẽ mách các bạn những món ăn bài thuốc chữa bệnh đục thủy tinh thể cực tốt mà các bạn không nên bỏ qua. 1. Cháo gan dê, rau chân vịt. Với món cháo gan dê kết hợp cùng với rau chân vịt, bạn cần chuẩn bị nguyên liệu gồm có 100g rau chân vịt, 50g gan dê, 25g mỡ lợn, 100g gạo nếp cùng với gia vị. Cách chế biến món ăn này, bạn chỉ cần cho rau chân vịt đã rửa sạch, thái nhỏ, cho mỡ vào xào lẫn với gan dê. Sau đó, cho gia vị xào vào chín. Sau đó, bạn đem gạo nếp đãi sạch rồi cho vào nấu thành cháo, rồi đổ gan dê, rau chân vịt gừng hành vào, khuấy lên là có thể ăn được. Theo thầy thuốc tư vấn, với món cháo này bạn nên chia ra ăn ngày 2 lần và khi ăn còn ăn nóng sẽ tốt cho sức khỏe cũng như tốt cho mắt. 2. Canh gan dê nấu hoa cúc. Với canh gan dê nấu với hoa cúc chữa bệnh đục thủy tinh thể thì bạn cần chuẩn bị 100 gan dê, 10g cúc trắng, 10g cầu kỷ trắng cùng với 10g cốc tinh thảo. Cách chế biến món ăn này, bạn chỉ cần đem chế biến, rửa sạch gan dê rồi thái lát mỏng. Còn các vị thuốc bắc thì bạn cho vào một túi vải. Sau đó cho gan dê vào cùng với các vị thuốc vào trong nồi đất, ninh kỹ, bỏ túi thuốc ra là có thể sử dụng được gan dê. 3. Cành lợn nấu độc cước kim. Cành lợn nấu độc cước kim được cho là một trong những món ăn bài thuốc chữa bệnh được đục thủy tinh thể, biểu hiện và hiệu quả cực kỳ tốt cho sức khỏe nữa. Nguyên liệu cho món ăn này, bạn cần chuẩn bị 100g lợn, vị thuốc độc cước kim 15g
cùng với gia vị tùy thích. Cách chế biến món ăn này cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần cho gan lợn vào, thái lát, sau đó cho vào nồi đất cùng với vị thuốc độc cước kim, ninh nhừ, cho gia vị vừa vặn là bạn có thể sử dụng. 4. Cháo thạch thảo quyết minh. Nguyên liệu để nấu món cháo này gồm có 25g vị thuốc đông y thạch quyết minh, 25g thảo quyết minh, 10g hòa cúc trắng khô, 6g đường phèn, 6g cùng với 100g gạo. Cách chế biến, bạn chỉ cần cho 3 vị thuốc vào nồi, đổ nước vừa đủ, đun sôi một lúc, sau đó giữ lại nước cốt. Sau đó, bạn cho gạo vào nấu thành cháo là có thể sử dụng được. Bạn có thể cho thêm đường để dễ ăn hơn. Với món cháo này, bạn nên ăn một ngày một lần và dùng kiên trì khoảng 3 đến 5 ngày cho kết quả điều trị bệnh về mắt tốt nhất. Trên đây chính là những món ăn bài thuốc chữa bệnh đục thủy tinh thể cực kỳ tốt và được nhiều người sử dụng. Ngoài ra, khi bị bệnh đục thủy tinh thể trong quá trình ăn uống hàng ngày, người bệnh không nên sử dụng những thức ăn cay nóng, không hút thuốc lá, uống rượu. Những thực phẩm này còn khiến cho bệnh càng thêm trầm trọng, tổn thương thị lực và có thể gây mù lòa, rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, mỗi ngày bạn nên dành ra những khoảng thời gian nhỏ để cho mắt thư giãn, nghỉ ngơi, sẽ giúp cải thiện thị lực và giảm bớt mệt mỏi cho đôi mắt. Một số bài tập thư giãn mắt tại chỗ bạn có thể làm hàng ngày. Chớp mắt, cứ 3 đến 4 giây thì chớp mắt một lần, trong 2 phút đầu đến 2 phút sau thì cứ 30 giây lại chớp mắt một lần. Đảo mắt, cứ ngồi tại chỗ và đảo mắt theo chiều kim đồng hồ, sau đó đổi ngược lại chiều, mỗi lượt đảo mắt 5 lần. Nhìn tập trung, chọn một điểm cố định và nhìn vào đó khoảng 30 giây, sau đó hãy chớp mắt liên tục và lặp lại động tác này 10 lần. Thêm nữa, để tăng hiệu quả thư giãn cho đôi mắt thì khi bạn nên áp dụng thêm các phương pháp như massage vùng mắt mỗi khi rảnh rỗi, đắp túi trà lọc đã qua sử dụng lên mắt sẽ giúp mắt khỏe mạnh hơn. Thưa quý vị, mắt của chúng ta thường bị kém đi do thường xuyên tiếp xúc với tia tử ngoại từ ánh nắng mặt trời. Dinh dưỡng kém, thói quen sống không lành mạnh, căng thẳng hoặc là stress kéo dài và mắc các bệnh mãn tính. Đục thủy tinh thể cũng không nằm ngoài các yếu tố nguy cơ này và khó có thể tránh khỏi khi chúng ta già đi. Căn bệnh này cũng chính là nguyên nhân dẫn đến mù loà ở các nước đang phát triển. Chính vì thế, nhận biết được các tác nhân gây ra căn bệnh này sẽ khiến cho chúng ta dễ dàng cải thiện và chữa bệnh hơn. Vậy thì để tìm hiểu xem đâu là những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh đục thủy tinh thể này, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của An Tâm Sống Khỏe ngày hôm nay. Đục thể thủy tinh do tuổi già là nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực ở người cao tuổi. Nguyên nhân của đục thủy tinh thể là do rối loạn quá trình chuyển hóa glucose trong thủy tinh thể làm rối loạn quá trình tổng hợp protein của thể tinh thủy. Đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực ở người già. Đục thủy tinh thể do tuổi già có 3 hình thái. Đục nhân ở người già, đục nhân thể thủy tinh sờ cứng và có màu vàng, gây ra đục ở vùng trung tâm và thường tiến triển chậm. Đục vỏ, đục bao sau, đục thủy tinh thể bẩm sinh ở trẻ em. Đục thủy tinh thể bẩm sinh là đục thủy tinh thể xuất hiện ngay từ khi bé mới sinh ra. Nguyên nhân gây ra có thể là do di truyền hoặc do thời kỳ mang thai mẹ mắc một số bệnh. Đục thủy tinh thể bẩm sinh còn có thể kèm theo lác, rùng giật nhãn cầu và một số biểu hiện của bệnh toàn thân như dị dạng của hộp sọ, hệ thống xương, rối loạn phát triển trí tuệ. Đục thể tinh thủy do chấn thương. Chấn thương có thể gây đục thủy tinh thể sớm hoặc muộn. Biểu hiện đầu tiên thường là một vết đục có hình sao hoặc là hình hoa hồng của bao sau, thường nằm ở trục. Chấn thương do va chạm có thể gây rách bao, làm cho thủy dịch ngấm vào bên trong. Các sợi thủy tinh ngấm nước gây đục thể thủy tinh rất nhanh. Đục thể thủy tinh do bệnh lý. Bệnh đái tháo đường, đục thủy tinh thể là một trong những biến chứng của bệnh đái tháo đường. Bệnh giảm axit huyết. Bệnh thường biểu hiện cả hai mắt, biểu hiện bằng những chấm đục ở trong vỏ trước và vỏ sau. Viêm màng bồ đào. Sau viêm màng bồ đào, bệnh nhân dễ bị đục thủy tinh thể bao sau nếu điều trị sai cách. Đục thể thủy tinh do thuốc. Corticoid.
đục thể thủy tinh dưới bao sau có thể xảy ra sau khi dùng lâu dài các thuốc loại này tai hại vào trong mắt và toàn thân. Một số thuốc khác gây đục thể tinh thủy như là phenotyrazine, nhóm thuốc hướng tâm thần, amiodarone, thuốc chống loạn nhịp tim, thuốc kháng, cholinesterase, thuốc co đồng tử. Thưa quý vị, bệnh đục thủy tinh thể thường diễn biến chậm, thế nhưng có chuyển biến xấu đi nhanh chóng, khiến cho người bệnh có thể bị mù vĩnh viễn nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, bệnh đục thủy tinh thể nguy hiểm này vẫn có thể phòng ngừa. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 75% trường hợp mù có thể phòng ngừa và có biện pháp bảo vệ và chăm sóc, điều trị tốt về mắt, đặc biệt là bảo vệ thủy tinh thể. Vậy nên, nếu như quý vị và các bạn lo lắng và quan tâm đến sức khỏe của đôi mắt của mình, thì hãy làm theo những điều mà An Tâm Sống Khỏe đã chia sẻ trong video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo của An Tâm Sống Khỏe.